Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với các tin tức trong tỉnh Đồng Nai chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định số 560 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2023. Cụ thể, đối với vốn ngân sách trung ương đầu tư theo ngành lĩnh vực là trên 598 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 528 tỷ cho 7 dự án. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phân bổ chi tiết bổ sung cho các dự án như dự án thành phần 3 xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai là 50 tỷ đồng, đường vành đai 1 thành phố Long Khánh là 10 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn toàn tỉnh được giao trên 1.330 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ chi tiết cho dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 trên 1.220 tỷ đồng. Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và 5 trạm y tế tuyến xã là 12 tỷ đồng. Tại huyện Nhân Trạch, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật vùng 2 Hải quân vừa tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Tham gia hội thi, các thí sinh tham gia gồm 3 phần thi: thi soạn bài giảng, gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử, thực hành giảng bài và xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Thông qua hội thi giúp lãnh đạo đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của đơn vị để có kế hoạch quản lý, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị tại đơn vị, đồng thời là dịp để lựa chọn thí sinh có thành tích cao để tham gia hội thi cấp trên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Canh, huyện Định Quán phối hợp với trường mầm non 1 tháng 6 đến từ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng 60 phần quà cho bà con nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã. Mỗi phần quà trị giá 650.000 đồng, gồm một số nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống và 500.000 đồng tiền mặt với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Những phần quà tuy có giá trị không lớn nhưng đã thể hiện tinh thần cộng đồng, chia sẻ của tập thể sư phạm nhà trường đối với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và trao bằng mừng thọ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho 24 cụ sinh năm 1933 đang sinh sống trên địa bàn nhân dịp tròn 90 tuổi. Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ, chúc các cụ sống vui, sống khỏe và trường thọ, đồng thời mong muốn các cụ nêu cao gương sáng, động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng gia đình hạnh phúc, hăng hái học tập, thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi cụ 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 200.000 đồng. Sau 2 vòng thi sơ khảo và bán kết, 20 gương mặt xuất sắc nhất được tuyển chọn từ hơn 80 thí sinh của Hội thi Giọng Hát Hay thành phố Long Khánh năm 2023 đã chính thức bước vào vòng chung kết xếp hạng. Với sự đầu tư về nội dung, trang phục phù hợp, các thí sinh đã thể hiện thành công các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất bảng A thuộc về thí sinh Trần Lê Quỳnh Trâm, phường Xuân Trung, giải nhất bảng C thuộc về thí sinh Lê Thị Quế Pha, phường Suối Tre. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 14 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt giải cao trong hội thi. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.